Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi loạt phóng sự về chủ đề tạm dừng lễ hội và không mở cửa các cơ sở thờ tự, điểm tham quan du lịch tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ với anh nông dân giỏi làm thơ Lê Đình Tiến ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, trong đó yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức lễ hội và không mở cửa các cơ sở thờ tự, điểm tham quan du lịch tập trung đông người. Vậy các địa phương, các di tích trong tỉnh đã thực hiện các quy định này như thế nào? Đó là vấn đề để chúng tôi đề cập trong loạt phóng sự sau đây. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành công điện số 351 yêu cầu các tỉnh, thành phố tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thông báo số 21 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các địa phương dừng tổ chức lễ hội, không mở cửa các di tích, điểm tham quan du lịch có đông du khách tham quan chiêm bái. Tình hình dịch của địa phương cũng như cả khu vực này vẫn còn phức tạp. Cho nên cái chủ trương của tỉnh cũng như là chủ trương là hạn chế các cái lễ hội vào những nơi tập trung đông người. Tôi cho đó là cái hợp lý để bảo đảm cái sức khỏe. Nhiều di tích, điểm du lịch vốn thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh tham quan chiêm bái dịp đầu năm, nhưng năm nay đều đóng cửa, không tổ chức đón khách, không có tình trạng tập trung đông người như khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, đền Tân La xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chùa Nôm xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, đền Đa Hòa xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Đầu An xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Đối với khu di tích quốc gia đặc biệt đền Đầu An thì trong thời gian vừa qua thì đối với công tác phòng chống dịch thì chúng tôi chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống dịch, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của hệ thống truyền thanh của xã. Cho nên đến bây giờ thì nhân dân chấp hành nghiêm, chúng tôi vẫn chưa mở cửa đón khách. Như mọi năm thì nhân dân đến chiêm bái và lễ đầu xuân rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì trước khi chuẩn bị bước vào Tết thì chúng tôi đã họp và triển khai quán triệt cụ thể đối với cơ sở thôn cũng như là các cái ban ngành đoàn thể trong thôn và các cái chủ nhang đồng đèn và các cơ sở di tích thì phải chấp hành nghiêm cái văn bản này, thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh Hưng Yên là địa phương có nhiều lễ hội diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới. Song ở mùa lễ hội năm nay, các địa phương đều không tổ chức lễ hội. Sau đây là phản ánh một số lễ hội lớn trong tỉnh đã thực hiện việc dừng tổ chức, tuân thủ các công văn chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương. Theo thông lệ hàng năm, vào dịp đầu xuân, du khách khắp nơi lại nô nức chảy hội đền Ủng ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi để tưởng nhớ đến tướng quân Phạm Ngũ Lão, một vị tướng tài thời nhà Trần. Tuy nhiên, trái ngược với không khí tấp nập như các năm trước là khung cảnh vắng lặng tại khu di tích. Ủy ban nhân dân xã Phù Ủng thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, không tổ chức lễ hội, không mở cửa đón khách. Chúng tôi là chỉ đạo là ban quản lý di tích là dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí và đón tiếp khách và đồng thời cho in các cái băng rôn là tạm dừng hoạt động lễ hội cũng như là các cái băng rôn về thực hiện cái 5K về công tác phòng chống dịch của ủy ban nhân tỉnh cũng như ủy ban nhân huyện và chỉ đạo của ban phòng chống dịch của xã. Tuy không tổ chức lễ hội truyền thống như mọi năm, song người dân địa phương rất ủng hộ việc tạm dừng lễ hội. Mở ra lễ hội thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác phòng chống dịch. Dân ở đây là rất đồng tình ủng hộ với ý kiến chủ trương của tỉnh. Theo truyền thống, lễ hội Chư Đồng Tử Tiên Dung diễn ra tại đền Đa Hòa, xã Bình Minh và đền Hóa, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 2 âm lịch. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh và xã Dạ Trạch đã quyết định không tổ chức lễ hội, không đón khách thập phương, tập trung vào công tác phòng chống dịch. Ngay từ những trong năm tháng 12 thì Ủy ban xã Bình Minh chúng tôi và ban quản lý di tích cũng đã xây dựng các cái kế hoạch sẵn các cái phương án về cái tổ chức lễ hội xuân. Tuy nhiên là thực hiện các cái công văn của cơ quan cấp trên thì Ủy ban xã Bình Minh cũng đã thống nhất với Ủy ban xã Mễ Sở dừng tổ chức lễ hội xuân Nhâm Dần 2022. Đối với xã Dạ Trạch, rút kinh nghiệm từ năm trước khi đông du khách và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ vẫn tập trung về đền Hóa, mặc dù địa phương không tổ chức lễ hội, Ủy ban nhân dân xã đã lên các phương án và biện pháp để không tái diễn tình trạng như năm trước. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã sẽ không cho bất kỳ một tổ chức
cá nhân nào để về đây dựng lều lán sẽ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cũng như là lưu động đến với các người dân ở trên địa bàn xã cũng như là du khách thập phương là sẽ không tập trung trở về đền Hóa Trạch cũng như đền Triệu Việt Vương trong những ngày mà lễ hội hàng năm. Để việc chấp hành thực hiện các công văn chỉ đạo của ngành văn hóa và của Ủy ban dân tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, thì các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, dừng tổ chức lễ hội, đóng cửa di tích tại cơ sở. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đoàn thanh tra của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã trực tiếp đi kiểm tra tại các di tích có lễ hội đầu năm. Các di tích thường thu hút nhiều khách tham quan chiêm bái. Thông qua hoạt động kiểm tra này, ngành văn hóa hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và các địa phương chấp hành chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những hoạt động chưa phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Trước khi mà đi địa phương kiểm tra thì ngành văn hóa đã ra các văn bản, ra các thông báo, trước hết là tuyên truyền cho địa phương về công tác phòng chống dịch. Sau đó các đoàn của thanh tra phối hợp với các địa phương là xuống từng các lễ hội để kiểm tra xem cái việc thực hiện đấy có đúng như đã chỉ thị của Ủy ban tỉnh không. Địa phương nào mà chưa làm được thực hiện tốt thì trước hết mình tuyên truyền, vận động nhân dân và chỉ đạo chỗ địa phương để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Chính quyền địa phương, phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo ban quản lý di tích sở tại tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành văn hóa và của Ủy ban dân tỉnh. Chúng tôi đã yêu cầu là không tổ chức lễ hội và thường xuyên nhắc nhở chấn chỉnh cơ quan nhà nước cho phép thì lúc bây giờ nếu như mà đến dịp của lễ hội của một cái di tích nào thì mới được tổ chức. Phòng văn hóa và thông tin huyện đã tham mưu cho ban huyện ban hành công văn số 16 ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trong đó thì đã yêu cầu Ủy ban dân các xã là tạm dừng các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện để phòng chống dịch COVID. Với sự vào cuộc tích cực của ngành văn hóa và chính quyền các cấp, cùng sự ủng hộ chấp hành của đông đảo nhân dân sẽ góp phần giúp tỉnh Hưng Yên sớm kiểm soát được dịch bệnh để các di tích mở cửa trở lại và các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra bình thường. Trong bối cảnh người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, thì việc một anh nông dân làm thơ có lẽ cũng là chuyện thường. Nhưng nếu những sáng tác ấy lại xuất hiện nhiều trên các báo tạp chí từ Bắc tới Nam, thậm chí được chính Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ra những lời ngợi khen, thì anh nông dân làm thơ ấy chắc chắn không phải hạng xoàng. Chúng tôi muốn kể với quý vị về một anh nông dân như thế, đó là Lê Đình Tiến ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ, một chiếc bàn học sinh chất đầy những báo tạp chí có đăng thơ, truyện ngắn, tản văn của Lê Đình Tiến. Căn phòng nhỏ đơn sơ này chính là nơi anh nông dân cho ra đời những đứa con tinh thần của mình. Bắt đầu cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 2012 và trở thành cái tên quen thuộc với thính giả chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi của VOV. Rồi sau đó, những sáng tác của anh tiếp tục được các báo tạp chí khắp nơi đặt hàng. Nghệ thuật đích thực là em nghĩ là nó phải làm cho con người ta thay đổi. Ít nhất là cũng làm cho con người ta rung động trong trái tim. Từ đó con người ta thay đổi, sống làm sao tốt hơn đối với cuộc đời. Lựa chọn thể thơ lục bát để gửi gắm những nỗi niềm hoài cổ, mong muốn gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của làng quê. Những sáng tác của Lê Đình Tiến đã tìm được sự đồng điệu từ độc giả khắp nơi. Mỗi lần đọc là mỗi lần rung cảm. Những vần thơ như nay thức ta trở về, biết nâng niu, trân trọng và bảo tồn mỗi giá trị làng. Vào khoảng cuối năm 2021, sáng tác của Lê Đình Tiến được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chọn in trên tạp chí Viết và Đọc của nhà xuất bản Hội Nhà văn. Thơ của Lê Đình Tiến đã tiếp tục gây ấn tượng mạnh với bạn đọc, được nhiều đài truyền hình trích dẫn khi giới thiệu về Viết và Đọc. Tôi nghĩ Lê Đình Tiến mới ngoài 30 tuổi, nhưng anh đã đi qua rất nhiều cái thời đại, rất nhiều chặng đường, rất nhiều lịch sử, rất nhiều tầng lớp của cái tinh thần sống ở làng quê đó, thì anh có thể viết những câu thơ tài hoa, tinh tế. Mặc dù không qua trường lớp nào, nhưng thơ của Lê Đình Tiến đã khẳng định được giá trị và chỗ đứng trong làng thơ Việt Nam. Sinh năm 1990, là con út trong gia đình có ba anh em trai, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Từ khi còn là học sinh, Tiến đã bộc lộ năng khiếu làm thơ. Nhưng những bài thơ của cậu khi đó chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. Trên lớp, cậu khá trầm lặng, luôn muốn tìm cách cảm thụ văn học khác biệt. Tốt nghiệp cấp 3, không đậu vào đại học, Tiến ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ và chăm sóc mấy sào quất quả. Khi rảnh, cậu lại viết lách bằng một niềm đam mê cháy bỏng.
mấy lần kiểu động viên là bảo là thôi viết lách như thế này thì nó cũng không được bao nhiêu, thì thôi con cứ chọn đi nghề nào cho nó thực tế hơn một chút. Tiến đã dần làm cho cha mẹ an lòng bằng những bài thơ được đọc trên đài tiếng nói, rồi đến các báo tạp chí khắp nơi, và quan trọng nhất là thu nhập từ viết lách đã có thể giúp cậu đảm bảo cuộc sống. Lê Đình Tiến hiện còn được nhiều kênh YouTube đặt hàng viết kịch bản tiểu phẩm. Anh nông dân này cũng đang hợp tác cùng đạo diễn Lưu Trọng Linh viết kịch bản cho một dự án phim. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.